À, đây là nó là một bộ chơi kết hợp hàng thương hiệu Little Tots của Mỹ. Nó vừa là một chiếc đàn piano nhạc và một cái mê cung luồng hạt. Đây, nó mê cung luồng hạt của nó là có hình của các con thú dễ thương. Cho bé nó học về màu sắc và tập khéo tay. Rồi, tính năng nhạc đàn piano nó có hai tính năng, một tính năng là phát nhạc và một tính năng ở bên đây là phát nhạc theo giai điệu của một chú cún, chú cho con á. Rồi, muốn phát nhạc tiếp là bé nó phải ấn tiếp vào. Đó, nó là món đồ chơi tương tác, bé phải tham gia vào chứ không phải là chỉ bật nhạc lên mà ngồi mà nghe thụ động. À, khi mà chuyển qua cái chế độ chế độ bên đây là của nó bằng chất liệu nhựa cực kỳ bền chắc nha. Hàng của Liquid mà. Đây, nó sử dụng là 3 viên pin tiểu mà cái nắp pin zin theo của nó là bị mất rồi và sử dụng một cái nắp pin chế. Nắp pin chế lại nha.